Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình ẩm thực của kênh YouTube Thuần SD. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu món cá lóc nấu canh chua và cá lóc kho nồi đất. Món này thì nhà nào cũng đã từng ăn qua rồi, nhưng mà sẽ có người vẫn chưa biết nấu canh chua và cũng chưa biết kho cá, và cũng có người đã biết rồi. Chúng ta cùng xem qua, và các bạn nào đã biết rồi thì các bạn có những cách nào để nấu ngon hơn, chúng ta hãy comment góp ý ở bên dưới. Chương trình cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn cùng xem qua những nguyên liệu cần thiết để chúng ta nấu canh chua. Cá lóc sau khi chúng ta đã làm sạch, chúng ta sẽ khứa đoạn giữa và khứa ra từng lát để tí nữa chúng ta kho. Còn phần đầu và phần đuôi chúng ta sẽ nấu canh chua. Sau khi sắc cá ra từng lát thì chúng ta bắt đầu tiến hành sắc cà chua. Chúng ta lấy phần cuốn ra nha các bạn. Và chúng ta sắc khóm, chúng ta lấy cái cùi khóm ra, hay có người còn gọi là trái thơm đó các bạn. Chúng ta lấy cái cùi thơm ra và chúng ta sắc lát nhỏ. Kế tiếp chúng ta sắc đậu bắp ra. Chúng ta sắc xéo xéo để cho nó dễ thấm và lại nhìn nó đẹp mắt hơn. Kế đó là bông súng. Và sau đó chúng ta sắc bạc hà. Kế đó là ngò gai. Những cái rau mùi để mình nêm vào cái nồi canh chua cho nó thơm đó các bạn. Phần đầu và phần đuôi thì quan trọng là nó có cái ruột cá rất là ngon nha các bạn. Bạn nào mà thích ăn thì ôi, cái nồi canh chua này sẽ bốn người ăn thì sẽ có người sẽ giành lộn với nhau cái ruột cá này đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt nước sôi lên. Chúng ta cho me vào. Cái nồi canh chua này khoảng bốn người ăn nha các bạn. Nồi canh chua và cá kho này sẽ gia đình chúng ta khoảng 4 người ăn thì nó sẽ vừa. Chúng ta bỏ me, cho me vào nấu, và sau đó chúng ta sẽ vớt me ra. Chúng ta cho cá lóc vào để luộc cùng với nước me trước. Chúng ta đậy nắp lại để cho nước sôi lên. Và chúng ta trở cá cho nó chín đều nha các bạn. Để một chút xíu, khi cá chín thì chúng ta bắt đầu cho cà chua vào. Sau đó chúng ta cho khóm vào.
Và bây giờ chúng ta bắt đầu nêm nếm. Chúng ta sơ nhẹ qua để cho khóm và cà chua nó ngập nước. Sau đó chúng ta đợi một chút, chúng ta sẽ cho đậu bắp vào và bông súng vào. Đậu bắp thì nó lâu chín hơn. Và nếu như chúng ta muốn ăn mà cái đậu bắp nó giòn giòn thì chúng ta thả cái đậu bắp vào sau, nó sẽ ngon hơn. Bạc hà thì nó nhanh chín, nó nhạy lửa, cho nên là chúng ta sẽ thả vào sau. Giá cũng vậy. Nếu như chúng ta mà bỏ vào trước thì nó sẽ bị gục, nó sẽ không ngon. Sau đó chúng ta bắt đầu nêm cái rau mùi vào. Ngò, ngò gai đó các bạn. Ngò gai với ngò ôm, rau quế, rau thơm. Sau đó chúng ta sẽ phi tỏi lên. Sau khi tỏi nó vàng thì chúng ta sẽ cho nó vào nồi canh chua. Lúc này nồi canh chua của chúng ta sẽ bốc mùi rất là thơm. Cái này thì ai đang đói bụng mà nghe cái mùi này nữa thì ôi không chịu nổi đâu nha các bạn. Phải bới chén cơm ra thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kho cá. Trước khi kho cá thì chúng ta sẽ sắc hành ra. Cộng với ớt, chúng ta sẽ đập dập hành và ớt, chúng ta sắc nhỏ. Để tí nữa chúng ta sẽ ướp với cá. Ướp vào để cho nó bán cái mùi tanh cá đó các bạn. Sau đó chúng ta tiến hành cho gia vị vào để ướp cho nó thấm vào khứa cá. Có nước màu nha các bạn. Nước màu các bạn mua chai có sẵn cũng được, mà mình tự thắng nước màu ở nhà cũng được nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên cho nó thấm gia vị vào con cá. Trong khi chờ đợi gia vị thấm vào cá thì chúng ta sẽ sắc mỡ ra. Mỡ heo chúng ta sẽ thắng mỡ. Để tí nữa chúng ta sẽ lấy cái tóp mỡ, phần tóp mỡ bỏ vào chung với lại cá kho thì ăn nó rất là thơm và béo nha các bạn. Và bây giờ tóp mỡ của chúng ta đã vàng lên rồi, chúng ta tiến hành vớt ra dĩa. Trong khi chúng ta thắng tóp mỡ thì những khứa cá khi nãy chúng ta ướp nó đã được thấm gia vị rồi. Chúng ta bắt đầu kho cá nha các bạn. Bắt lửa lên để riu riu thôi nha các bạn. Để cho nó chín đều cái khứa cá, nó chín từ trong ra ngoài nha các bạn. Rồi chúng ta trở nó cho nó thấm đều. Lúc này cá kho bắt đầu bốc mùi thơm lên rồi đó các bạn. Ôi, đói bụng quá. Sắp chín rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sắc hành lá. Nồi cá kho của chúng ta sắp chín rồi.
Và bây giờ chúng ta sẽ cho tôm mỡ lúc nãy chúng ta thắng đó, chúng ta cho vào kho cùng với cá luôn. Tí nữa cái nước cá kho nó thấm vào với tôm mỡ, chúng ta ăn nó sẽ rất là ngon, nó thơm, nó béo. Sau khi nồi cá kho đã chín, chúng ta còn một công đoạn nữa, đó là nêm hành và tiêu vào để tăng thêm mùi hương của nó. Wow, bây giờ thì chắc chắn là cái nhà hàng xóm của mình đang nghe thấy mùi, và ai đó đang đói bụng thì sẽ cồn cào đấy. Bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành nồi cá lóc kho rồi nha các bạn. Tuyệt vời các bạn ơi, không có gì ngon bằng món ăn mà tự tay mình nấu cả. Hai món này kết hợp với nhau thì bá cháy bù chét luôn. Mời các bạn dùng ạ. Chúc các bạn thành công với món cá lóc nấu canh chua cùng với cá lóc kho nồi đất, và một bữa ăn thật ngon miệng và hạnh phúc bên gia đình. Đừng quên nhấn đăng ký và cái chuông ở bên cạnh để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube ẩm thực Thuần SD nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.